Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Tín An Ta, tiếp tục chương trình chạy nốt của Nia. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử thách số 17. Ok, bây giờ mọi người truy cập vào những cái thử thách của Nia trang GitHub ha, đó là như cũ thôi. Sau đó bấm vào thử thách số 17. Rồi, thử thách này là nó là gì? Validator on decentralized cloud service, tức là mình sẽ thực hiện cài đặt một cái validator ở trên nền tảng cung cấp cloud phi tập trung. Đấy, dịch vụ cloud phi tập trung ấy. Đấy, thì hiện tại là Nia bắt mình sẽ cài đặt một cái validator ở trên cái mạng lưới của Akas ha. Ok, thì Nia nói rằng là tại thời điểm này chúng tôi tin rằng là các bạn cũng đã cài đặt thành công một cái validator tạo chân, chỉ có tạo chân đấy, ở một trong các cái nhà cung cấp dịch vụ cloud như là phổ biến như là Amazon chẳng hạn. Tuy nhiên thì blockchain thì là một dạng là phi tập trung, thì nên là chúng tôi không muốn cái cấu trúc của chúng tôi lại quá tập trung. Vì vậy nên là chúng tôi quyết định là thử nghiệm bằng cái việc là cài đặt cái validator ở trên một nền tảng phi tập trung. Đấy. Ở trong cái thử thách này thì chúng ta sẽ cố gắng tạo một cái tài khoản và thực hiện tạo một cái validator đấy, mà chỉ tạo chân thôi ở trên Akas. Đấy. Thì để mà chứng minh việc mình đã làm á, thì ta nên ghi lại một cái video hướng dẫn về việc làm sao mà để mà khởi chạy một cái validator ở trên Akas từng bước một. Ok ha. Đấy, thì có những cái tiêu chuẩn là phải tạo một cái validator ở trên Akas và giữ gấp tham trên 80%. Đấy, làm một cái video hướng dẫn từng bước một đấy, và sẽ đưa lên internet như là YouTube chẳng hạn đấy. Và chú ý phải ghi lại ở trên dạng cái ngôn ngữ của bản thân đấy, ngôn ngữ chính để cho nhiều cái vùng có thể được tiếp cận hơn cái đến thử thách này. Ok ha. Sau đó chúng ta sẽ điền vào cái form này về cái link của mình đấy. Ok, đây là hướng dẫn này. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ có thể dùng cái doc này đấy, hoặc là truy cập vào Discord của Akas ha. Đấy. Rồi còn trường hợp nếu bạn không có token Akas thì bạn có thể hỏi xin với region 9156 này ở trong cái new Discord ha. Ok, bây giờ ta cùng sẽ mở cái doc này ra để mà tiến hành từng bước một. Thì ở đây thì nó sẽ hướng dẫn cho mình cách cài Akas CLI ha, tức là một giao diện dạng interface của Akas. Thì nó sẽ khá là nhiều bước này, thì mình sẽ chọn cái cách đơn giản hơn là mình sẽ cài desktop app ha. Desktop app ở đây thì desktop app thì đơn giản hơn, thì mình càng cách là mình sẽ tải cái file cài đặt của nó về, đó chính là mình sẽ cài đặt cái CloudMOS ha. CloudMOS này có trên ba nền tảng luôn, thì mọi người có thể chọn cái nền tảng nào mọi người sử dụng thì mọi người download file về. Ví dụ chẳng như mình đang xài cái macOS thì mình sẽ bấm vào cái macOS ha. Thì nó sẽ download cái file đó cho về, mình sẽ chọn download cái file đó về. Đã thì mình đã tải rồi ha. Rồi sau khi mọi người tải xong thì mọi người sẽ tiến hành cài đặt này, mở cái file lên cài đặt cái ứng dụng và tiến hành cài đặt. Ok, sau khi cài đặt thành công thì bây giờ mình sẽ mở cái file đó lên nhé, mở cái ứng dụng đó lên. Đây là ứng dụng CloudMOS deploy ha. Ok, đầu tiên thì mọi người phải tạo một cái tài khoản CloudMOS ha. Nếu còn trường hợp mọi người đã có tài khoản CloudMOS rồi thì có thể import existing account ở đây. Thì bây giờ mình chỉ có mình bấm vào đây tạo tài khoản này. Đây là cái những cái chữ này mình phải lưu lại này. Mình copy và lưu nó lại nhé. Ở đây chẳng hạn. Sau đó mọi người sẽ điền tên, như tin meta chẳng hạn này. Sau đó điền password ha.
bấm next đó, sau đó mọi người sẽ bấm cái chữ theo theo một số thứ tự của nó nhé. Sources must reflect trip. Sources must reflect trip. Respond fix topple maximum. Respond fix topple maximum. I pass you seen. I pass you seen name on. Các bạn bấm next. Ok, xong mọi người bấm got it. Vậy là mọi người đã tạo thành công được cái tài khoản Acast. Rồi bây giờ tiếp theo mọi người chưa có Acast trong đây, mọi người phải nạp Acast vào đây thì mới deploy được. Đấy, ví dụ mọi người bấm deploy thì nó chưa có wallet balance, nó chưa chưa có nên không thể thực hiện được. Đấy, bây giờ mọi người sẽ nạp Acast vào đây bằng cái copy địa chỉ này, sau đó mọi người có thể truy cập ở trên có một cái cast, sau đó mọi người gõ AKT ở đây thì mọi người có thể xem cái market của nó. Hiện tại Acast đã list rất nhiều sàn, mọi người có thể chọn một cái sàn nào đấy thì mình thì chọn KuCoin để mua và rút về cái ví địa chỉ là ở đây. Ok ha, thì mọi người bấm vào đây, bấm vào nút ba chấm này, mọi người bấm deposit, sau đó bấm vào đây thì sẽ copy được cái địa chỉ của Acast, sau đó mọi người sẽ mua Acast ở trên các sàn sàn tập trung, sau đó mọi người sẽ rút về ví ví này. Ok ha, ok bây giờ mình sẽ tiến hành mua và rút về nhé. Ok, như vậy là mình đã nạp thành công 25 đô vào trong cái ví Acast của mình ha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái deployment, hay gọi hay chính xác hơn là cái VPS server ở trên cái CloudMOS này. Bây giờ mình sẽ bấm hành vào create deployment. Thì thứ nhất là nó sẽ thông báo là wallet balance của mình đã cập nhật, đã có tiền rồi đúng không? Phải là phải có ít nhất 5 AKT ha thì mới đủ điều kiện để mà tạo được một cái deployment ở đây. Bây giờ cái palette này nó chưa xanh đúng không? Thì mọi người sẽ bấm vào đây create a certificate để cho nó xác thực hai cái này. Bấm vào đây. Đó mọi người nhập lại password. Confirm. Bấm approve. Mọi người đợi một lát thì nó sẽ deployment thì nó sẽ xong cái phần bước checking cái prerequisite ha. Sau đó mọi người sẽ chọn một cái template để mà tiến hành cài đặt cái deployment của chúng ta ha. Thì mình sẽ thì bây giờ mọi người xem thì nó có thể ở dưới này có rất nhiều cái template này, rất nhiều cái template nhưng mà nó không có cái template Ubuntu của chúng ta nên chúng ta phải tự tạo cái template riêng. Đấy, chúng ta sẽ bấm empty ha. Thế còn cái gallery của nó lại không có được cái Ubuntu thì mình phải cài một cái template riêng. Tại đây thì mình sẽ phải viết một cái file gọi là file SDL. Cái file này nó sẽ là một cái file trung gian, nó sẽ kiểu như là có tất cả những thông tin mình cần thiết để mà tạo một cái deployment, một cái VPS đấy. Thì để viết được file này thì mình đã viết một cái mẫu ở trên cái trang GitHub. GitHub com sạc tin alpha sạc nia nhé. Mọi người truy cập vào đường link này, mình sẽ để link này ở dưới mô tả luôn. Thì mọi người sẽ bấm vào cái file deploy chấm iml này. Thì tại đây mình đã viết một cái file deploy. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho mọi người tại cái file deploy này là có những gì trong này. Thì thứ nhất đây file này nó sẽ dạng là nó sẽ nói mình cần chạy những service gì. Thứ nhất là mình sẽ cài cái image là Ubuntu. Thì đây cái image này chính là cái image của Docker. Đấy, thì đây là đường dẫn link của Docker ha. Mình sẽ gõ đường vào đây. Ubuntu 22.04. Đó. Đây là cái tag của cái image này. Đó.
Tiếp theo là cái môi trường thì mình sẽ kết nối với cái VPS này thông qua cái môi trường là public key và private key. Đấy, mình sẽ tạo ra một cái cặp key để mà kết nối. Không, mình sẽ không dùng cái cách đăng nhập bình thường là đăng nhập bằng password nữa, mà sẽ dùng cái kiểu cặp key để cho nó an toàn hơn. Đấy, đây các cái lệnh comment sử dụng trong cái VPS này và một số cái lệnh cài đặt để mà cho cái public key này nó sẽ được chạy khớp với trong cái VPS này. Đây là một số cái lệnh cài đặt. Rồi cái cổng mà SSH thì ghi ở đây. Tiếp theo là cái profile. Cái profile thì mình sẽ cấu hình của Near như nào thì mình sẽ phải cài đặt lại. Cài đặt lại ví dụ như là Near để tạo cái validator của Near. Thì chúng ta quay lại cái thử thách số 2. Tại thử thách số 2 thì ta thấy là cấu hình yêu cầu là phải là 4 core CPU 8 GB và 500 GB SSD ha. Mà hiện tại để mà tạo chân tốt thì phải 16 GB, nên là chúng ta có thể sửa thành 16 GB. Nên chúng ta sửa lại cái số này là 4 GB CPU, 16 GB và 500 GB SSD, 500 GB ha. Sau đó mọi người cái này thì mọi người cứ để nguyên mặc định cho mình. Đó, và cuối cùng cái này cũng deployment, cái cấu hình cũng để mặc định vậy thôi. Và là xong, và là mình đã có được một cái file deployment. Bây giờ mình sẽ copy cái deployment này và mình sẽ paste vào trong cái create deployment này. Ok, thì mình sẽ sửa lại thứ nhất. Mình sẽ phải sửa cái public key này, mình phải tạo cái public key này ra. Và mình sẽ sửa cái này thành 4 core CPU 8 GB RAM. Đây là 8 GB RAM, à đâu, thành 16 GB RAM chứ. 16 GB RAM. Tiếp theo đó chính là 500 GB SSD. 100 GB. Ha, bây giờ mình vẫn chưa tạo đó ha, mình sẽ phải tạo ra cái public key này để mà kết nối với SSH thông qua cái kết nối SSH với cái địa chỉ VPS này. Thì ok. Bình thường ấy thì mình sẽ kết nối thông qua cái password của root. Nhưng mà bây giờ mình sẽ kết nối thông qua cái một cặp key là public key và private key. Thì đầu tiên để mà tạo được cái cặp key đấy, mọi người có thể tạo cặp key này ở trên cái địa chỉ của cái VPS của mình, nhưng mà hiện tại mình chưa có tạo được thành công nên mình sẽ không tạo ở đây, mà mình sẽ tạo cái cặp key này ở trên máy tính cá nhân của mình bằng cách mở lệnh mở terminal lên. Mở terminal lên ha. Thì để mà tạo một cặp để tạo cặp key này thì mình cũng đã viết một cái file hướng dẫn ở bên này và file readme đây. Thì đầu tiên mọi người sẽ copy cái lệnh này thì nó sẽ tạo ra cho mọi người một cặp key, cặp public và private key. Thì cái việc sử dụng kết nối SSH thông qua public key và private key thì nó sẽ an toàn hơn cho cái việc mà truy cập VPS thông qua SSH. Tại vì bởi vì á, chỉ có một một cặp public key này chỉ có một cặp key này chỉ có khớp với nhau thì khi đó mới kết nối mới được hình thành. Đó thì bạn phải có vậy, bạn phải giữ cái private key này rất là cẩn thận. Đó thì nó kiểu vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ gõ cái lệnh này thì nó sẽ tạo ra cho mình một cặp key ha. Rồi thì mình gõ xong thì nó sẽ ghi này. Đây, cái identification chính là cái private key. Nó lưu ở đây ID RSA và một cái public key được save ở đây. Nó được save ở user.tnpa.sh adverb ha. Tiếp theo thì mình sẽ có thể cd vào cái .sh. Hiện tại mình đang ở trong cái mục sh rồi ha, mình có thể ls ra này. Thì mình có thể thấy được là có id rsa và id rsa.bub. Thì đây chính là file public key mà mình cần phải thay vào trong cái file deployment. Thì bây giờ mình muốn coi cái nội dung của public key thì mình gõ cache cái id pub này ra. Ở đây đây chính là nội dung của cái public key. Thì máy mình là có private key, thì bây giờ mình sẽ copy cái và public key thì mình sẽ copy public key vào trong cái máy này, thì khi mà kết nối với nhau nó sẽ tự động kết nối với nhau luôn. Đó, nó rất đơn giản. Thì mọi người sẽ copy cái public key này ra. Đó, sau đó mọi người sẽ thay vào trong cái file deployment này cho SSH public key vậy, thay vào đây. Rồi, cấu hình xong.
các kiểu. Vậy là xong cái file deployment, sau đó mọi người bấm create deployment, bấm deposit, bấm approve. Thì bước tiếp theo thì nó sẽ tìm kiếm một cái provider. Cái provider này là những nhà cung cấp VPS, nhà cung cấp cái cloud đấy. Thì mình sẽ chọn xem cái nào mà phù hợp với mình, có thể giá rẻ hoặc là sau đó tùy đó. Hoặc là vùng miền các kiểu đó, thì mình sẽ chọn một cái người phù hợp để mà mình chọn để mà deploy cái VPS này. Đây chẳng hạn như là mình sẽ chọn cái đầu tiên rẻ nhất chẳng hạn, 78 đô một tháng. Sau đó mọi người bấm accept bid. Đó. Bấm approve. Ok, bây giờ nó sẽ gửi cả manifest lên. Manifest chính là cái update của mình nãy á, cái file SDL á. Ok. Thì nó sau khi mà nó đây cái log này nó sẽ hiện là đầu tiên nó sẽ tải cái file Ubuntu này về. Đấy, nó sẽ bool cái file Ubuntu này về ha. Đấy, sau đó nó khởi chạy cái file BS, đồng thời là kèm thêm những cái lệnh ở bên trong này. Đó, đây là cái shell của mình. Đây, sau khi mà đã kết nối SSH thành công thì mình cái này nó cũng một dạng là kết nối SSH luôn, nhưng mà nó rất là kém và nó lệnh nó rất là ít. Ví dụ như mình sẽ gõ ls thì nó sẽ ra được đấy, nhưng ví dụ mình gõ cd root chẳng hạn thì lại không được, thì nó rất là kém, mặc dù là cái shell s kết nối SSH trực tiếp đấy, nhưng mà nó là kém. Bây giờ mình đã thì bây giờ mình sẽ kết nối SSH tới cái VPS này ha. Thì bây giờ mình sẽ vào phần list. Tại phần list này thì nó sẽ có hai phần provider và phần phần port, thì mình sẽ copy cái provider này. Thì để mà kết nối tới mình sẽ cd lại này. Mình sẽ kết nối tới cái provider bằng cách câu lệnh đơn giản thôi. Copy cái phần provider này này. Thì mọi người gọi câu lệnh sh root a còng và dán cái provider này vào. Sau đó mọi người sẽ phải provider đúng không? Sau đó mọi người sẽ phải gõ cái port của nó. Port của nó chính là 30825. Thì mọi người gõ cách là cái trừ, cách là cái là trừ p, rồi gắn cái bọc của nó 30825, 30825, rồi enter. Thì lần đầu kết nối thì nó mọi người sẽ hỏi câu này, nói hỏi câu này cho mọi người bấm yes. Và ok, vậy mình đã kết nối thành công tới cái VPS VPS này ha. Ok, tiếp theo mình để cài đặt validator của Near, thì mình đã có làm cái series video hướng dẫn rồi. Thì mọi người truy cập youtube.com/tiếngalpha thì mọi người vào cái mục playlist, mọi người sẽ vào cái Secure True, thì tại đây mọi người sẽ thực hiện cài validator theo những cái video hướng dẫn của mình ha. Đấy, thì mọi người có thể hoàn thành được cái setup được cái validator ở trên cái Acast rồi ha. Rồi, vậy là xong. Ok, nếu mọi người thấy video này ích thì đừng quên cho mình một like cũng như một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Traveling long tails, just to find the loudest seas. We sat long by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, suddenly under palm trees, waiting for summer, knowing there's nowhere to go.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island.